tháng 12 này tại sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam sẽ trở lại với quy mô và tầm vóc lớn hơn. Tổng diện tích khu vực triển lãm hơn 100.000 m2, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí trang bị sử dụng cho tất cả các lực lượng: Hải quân, Lục quân, Phòng không không quân, tác chiến không gian mạng, trang thiết bị an ninh, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật. Đến từ các đơn vị doanh nghiệp quốc phòng trong nước và hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động sự kiện bên lề đặc sắc vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 từ ngày 19 đến 22 tháng 12 năm 2024 tại sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội.